phải không? Bữa ta chỉ anh là 20 thức đó. Đúng rồi, Phải không? Cái lúc mà lúc nó hết hết là nó dày xong nó chốc lên dày nó xỉa vậy. Đúng không? Bây giờ tiếp bài 2 nữa là đủ rồi, hôm nay thêm bài số 2 thôi. Số 2 tập về này anh đứng tập theo. Ừ. Chứ còn nó vô clip không hát về không có clip tập. Đây. Số 2. Tức là cái bài về sau phải tập bài 12 thức là cái bài là vậy nè, thấy không? Cái bài vậy nó tới đó xong qua cái bài số 1, số 1 là vậy. Đó là dơ lên về cái vậy. Đó, vậy. Đó, tới lúc cuối cùng giờ là hết bài số 1. Giờ nối bài số 2. Số 1 xỉa xỉa xong bài số 2 đứng dậy luôn nè, cái tay dơ lên. Cũng dơ lên vậy nè, cũng dơ lên. Bung ra. Rớt xuống, à, nó rớt xuống đây. Rồi cái chân này để ở giữa chân kia vậy nè. Ở giữa cái chân lòng bàn chân. Đó. Thì cái tay này để sau lưng. Tay này ngửa. Hai cái tay ngửa theo cái tay cái chân lòng bàn kéo lên. Giống như tay xô trời, tay xô đất. Đó, đứng mà hồi. Xong cái nắm ngón cái lại để sau đầu. Xong lấy cái cầm kéo cái cọng quay hướng qua tường. Rồi bắn cung bên tường. Đó. Ờ, bắn cung bên tường. Xong thả tay xuống. Đổi bên thôi. Đó vậy. Tay để sau lưng. Kéo lên xô lên. Đó. Giống mà đổi bên. Nắm ngón cái lại để sau đầu. Kéo cái cầm cho quay ra hướng bên cọng kia. Đó. Cái cầm này nắm cái cầm này, này. Kéo quay ra. Đó. Xong bắn cung hướng bắn cung. Bắn cung đó. Xong thả xuống. Đứng hai chân nhìn. Nhón lên đứng khoảng 12 giây vậy. 1 2 3 4 5 12. Rồi, đứng ngồi xuống. Úp. Mượt ngửa một lần. Ngồi xuống úp hai lần. Nhón chân xuống nha, không có được. Không có ngồi thả gót ba lần giờ là chấp tay lại hết bài đó số 2 vô đó thôi nó ngắn 1 2 3 4 rồi rồi chấp tay đó hết. Bây giờ ngồi tôi hướng dẫn cái tập ở nhà phải tập cái gì.